Hoàng Thùy bị tố vu oan Lê Thanh Thảo ăn cắp túi Chanel khiến netizen bức xúc. Cách đây không lâu, trong một buổi livestream trò chuyện với dân mạng, người mẫu Thùy Dương đã chia sẻ rằng trong lúc đang thay đồ tại một lối đi rất hẹp, cô nghe giọng la rất lớn từ một bạn á hậu, cái túi xà leo của em. Thùy Dương còn nói rõ á hậu này bước đi hầm hố, thậm chí khi đi ngang qua đã đẩy lưng khiến cô dính vào tường. Ngay sau đó, người mẫu Lê Thanh Thảo, cựu thí sinh Việt Nam Next Top Model đã lên tiếng xác nhận cô chính là nạn nhân của câu chuyện Where's My Chanel đang gây ồn ào suốt những ngày qua. Khi câu chuyện bỗng dưng bị khai cuộc và kể lại theo chiều hướng không chính xác, Thanh Thảo đã phải lên tiếng đính chính. Theo Thanh Thảo, cô đã bị Hoàng Thùy nạt và vu oan là người ăn cắp chiếc túi hiệu. Vì quá sốc nên Lê Thanh Thảo chỉ biết khóc. Sau đó, nhân viên hậu trường mới ra giải thích rằng không biết túi đó của Hoàng Thùy nên mới treo đại ở chỗ mà Lê Thanh Thảo đang ngồi. Dù mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng Lê Thanh Thảo vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của Hoàng Thùy. Thanh Thảo nói, mình cũng đã im lặng suốt bao năm qua vì nghĩ chuyện này cũng không đáng, nhưng đến hôm nay khi bị vô cớ dựng chuyện thì mình quyết định nói sự thật để giữ danh dự cho bản thân mình. Mình không mong bất kỳ lời xin lỗi nào từ chị Thùy, mình chỉ cần mọi người biết được sự việc diễn ra như thế nào và mong mọi người đừng đặt điều nói xấu mình là đủ rồi. Sau khi Thanh Thảo lên tiếng, nhiều người đã bức xúc thay cho người đẹp. Netizen cho rằng Hoàng Thùy đã có thái độ vô cùng vội vàng khi không tìm hiểu ngọn ngành sự việc, trách nhầm người vô tội. Đa phần đều đồng quan điểm, Hoàng Thùy nên lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp. Liên quan đến sự việc, phía Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cho biết sẽ không phản hồi về vụ lùm xùm đã diễn ra vào năm 2016 này. Còn Hoàng Thùy, từ sau khi bị Lê Thanh Thảo gọi tên, cô dường như đã vắng bóng trên mạng xã hội và không có bất kỳ động thái nào mới. Liên lạc với Á hậu Hoàng vũ 2017, đại diện của cô cũng từ chối lên tiếng những vấn đề liên quan đến scandal đang diễn ra trên mạng xã hội. Không thể phủ nhận, Hoàng Thùy là chân dài đình đám bậc nhất showbiz Việt hiện nay. Tuy nhiên, cô từng chia sẻ do khá ít nói lại hay bị hiểu nhầm trong các câu nói, hành động của mình nên có khá ít người bạn trong giới người mẫu. Điển hình như mâu thuẫn của Hoàng Thùy và Kim Nhung, Lê Thúy. Câu chuyện bắt đầu từ một phát ngôn của Hoàng Thùy tại The Face Việt Nam 2017. Thùy ấn tượng nhất với Lan Khuê ở kỹ năng trình diễn áo dài, danh hiệu Hoa Khôi áo dài rất phù hợp cô ấy. Nhưng mà Thùy xin lỗi Khuê, gương mặt thương hiệu không có trình diễn áo dài. Ngay lập tức, nhà thiết kế Tùng Vũ, giám đốc sáng tạo Hoàng Anh và người mẫu Kim Nhung phản pháo lời nói của vị huấn luyện viên The Face. Sau sự vụ này, fan của Hoàng Thùy xem ra đã tấn công Kim Nhung khá ác liệt đến mức cô phải viết một tâm thư trên trang cá nhân của mình. Đáng chú ý, Kim Nhung bày tỏ cô có quyền nêu lên ý kiến cá nhân, ý tứ mấu chốt của tâm thư nằm ở đoạn thứ 3. Kim Nhung khẳng định, căn bản mình nghĩ Thùy với mình ai dạy ai thật ra chưa biết. Và cuối cùng cô nhắn nhủ những ai xỉa sói miệt thị mình nên xem lại thần tượng của chính họ, tức Hoàng Thùy. Ngay lập tức chia sẻ của Kim Nhung được những nhân tố của làng mốt tán đồng, người mẫu Lê Thúy còn bông đùa. Cái tội sân si với siêu mẫu quốc tế chừa nha Nhung. Theo dòng drama, danh tính của nữ người mẫu tố Hoàng Thùy vu oan mình cũng được dân tình vô cùng quan tâm. Lê Thanh Thảo là đàn em thi Việt Nam Next Top Model. Sau Hoàng Thùy một năm, một mùa giải quy tụ Mai Giang, Kha Mỹ Vân, Cao Thiên Trang, Nhã Trúc, Hà Kino. Giai đoạn đầu cuộc thi, cô từng được đánh giá rất cao khi nhận được tấm ảnh đẹp nhất 2 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, do sa sút phong độ nên Lê Thanh Thảo đành phải dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, cô cũng trở thành nàng thơ của nhiếp ảnh gia Mela Trần. Bên cạnh đó, Lê Thanh Thảo còn từng được biết đến với chuyện tình yêu dậy sóng chàng 1m26, nàng 1m75 cùng nam diễn viên Trần Xuân Tiến. Thanh Thảo và Xuân Tiến cùng tuổi, sinh năm 1993, cùng học chung một trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Thanh Thảo học thua Xuân Tiến một năm do chuyển trường. Họ gặp nhau trong một lần Thanh Thảo đi xem chương trình văn nghệ. Trong dáng vẻ tí hon ngộ nghĩnh nhưng tràn đầy tự tin của Xuân Tiến, Thanh Thảo thấy gần gũi thân thiện. Từ đó họ hay gặp nhau, hay trò chuyện và dần dần sẽ chia cùng nhau những dự định ước mơ hai người đang vươn tới. Thanh Thảo bắt đầu là xe ôm ngày ngày đưa đón Xuân Tiến đến trường và trong những lần gặp mặt cà phê mỗi khi Xuân Tiến tụ họp nhóm hoặc khi chỉ có hai người đèo nhau giữa phố vắng về đêm. Thế rồi tình bạn ấy âm ỉ phát triển thành tình yêu lúc nào mà cả hai đều không hay biết. Vì chuyện tình yêu ngỡ như cổ tích này nên nhiều người vô cùng tiếc nuối khi cả hai quyết định đường ai nấy đi vào năm 2016. Xuân Tiến chia sẻ là do cậu không chịu được áp lực từ phía gia đình bạn gái. Sau chia tay, cả hai khẳng định vẫn là bạn.